3 cách dưỡng môi khô hiệu quả với nguyên liệu có sẵn. Vào mùa đông, đôi môi luôn phải đối diện với tình trạng khô ráp nứt nẻ như một quy luật tất yếu. Sở dĩ là bởi ở môi không chứa các tuyến dầu, không thể tự sản xuất dầu để giữ ẩm. Không những vậy mà chúng cũng phải thường xuyên tiếp xúc với môi trường nắng gió, rất dễ gây kích ứng. Mặt khác có những thói quen tưởng chừng như vô hại, nhưng lại là thủ phạm khiến đôi môi càng dễ khô, nứt nẻ hơn như liếm môi, thở bằng miệng, uống ít nước, ăn uống không đủ chất. Ngoài việc từ bỏ những thói quen xấu thì việc chăm sóc cho đôi môi là điều không thể thiếu. Dưới đây là một số mẹo vô cùng đơn giản mà hiệu quả để chăm sóc cho làn môi, cùng xem qua nhé. Số 1, dùng mật ong. Trong mật ong chứa nhiều thành phần như glucose, montose và sucrose cùng vitamin C. Nhờ chứa các dưỡng chất này nên mật ong có tác dụng dưỡng ẩm cũng như tiêu diệt vi khuẩn cho các tế bào da. Số 2, dùng dưa chuột dưa chuột chứa hàm lượng nước cao và các loại vitamin A, C, B cùng các khoáng chất như canxi, phốt pho, pho sắt, măng gan. Bạn chỉ cần cắt dưa chuột thành từng miếng mỏng rồi đắp lên môi, giữ yên trong vòng 15 phút rồi rửa lại với nước sạch. Số 3. Dùng dầu dừa, dầu ô liu. Dầu dừa và dầu ô là hai loại thực phẩm rất tuyệt vời để bạn dưỡng ẩm cho da và tóc. Đối với môi cũng vậy, dầu dừa và dầu ô liu chứa nhiều vitamin E, chất kháng khuẩn, chống oxy hóa và dưỡng ẩm cực kỳ tốt bạn dùng một ít dầu dừa hoặc dầu ô liu cho lên ngón tay, bôi nhẹ lên môi. Nếu dùng hai loại này vào mỗi tối trước khi ngủ hay sáng sớm sẽ giúp môi bạn mềm ra, không còn bị khô nứt nữa. Nên thực hiện như vậy từ 2 đến 3 lần cho mỗi ngày nhé. Trên đây là ba cách dưỡng môi khô với nguyên liệu có sẵn tại nhà, hãy áp dụng cho đôi môi mình nhé. Chúc bạn vui vẻ.